Mày định nuốt một mình đấy à? Đúng là như thế đấy. Đúng đấy. Căn nhà này bây giờ thuộc về ông Nguyễn Trọng Hậu. Tôi nhắc lại một lần nữa, ông Nguyễn Trọng Hậu. Với ai? Bà này buồn cười nhỉ. Thế chẳng nhẽ trong giấy người ta ghi là căn nhà này thuộc quyền sở hữu của thằng Nguyễn Trọng Hậu à? Mày có câm đi không? Tao còn sống đây. Tao chưa chết. Ai nuôi chúng mày khôn lớn? Ai lo cho chúng mày từng bữa ăn, từng cái áo? Mà bây giờ chúng mày tưởng đủ lông đủ cánh về đây mà đòi hỏi à? Cút ngay, cút hết cả đi. Mẹ, mẹ làm sao thế? Cút. Bụt cũng không thể hiền với chúng mày được. Tao nói chúng mày, cút hết cả đi. Cút đi.